vật đang có một điều gì nghi kỳ, mới diễn lại trò vũ dỗ dò la. Ngày xưa tướng Trương Phụ ý định muốn giết thầy, nhưng muốn lấy lòng trăm họ muôn dân, Hoàng Phúc mua chuộc thầy bằng cách xin tha. Nay Lý Bần Sàng trân nhậm Đông Quan, hắn tướng khôn hơn Trương Phụ 100 lần, thầy càng ra vẻ nhún nhường thì hắn lại càng sanh nghi. Tình thế này thầy phải ra đi. Thầy đi đâu khi mắt giặc như cú diều, ngài đến rình rập trong ngoài, không thoát được sợi tóc ngọn kiếm. Con ơi chưa trừ khử được giặc hung hăng, dẫn nước giang phương lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chữ nhân thai bao cường, mau gấp cho mới mong thành bảo. Thầy hãy về nhị khê nương nào, thầy quyết vào miền Thanh Nghệ núi thắm rừng sâu, nước biếc non xanh hẳn lắm kẻ hùng anh, báo quốc cho trọn mài râu. Thầy nhờ con trở lại nhị khê, thưa tới cô thu xếp hành trang, mau tìm chốn bôn đào, về miền Bắc Hạt quê con. Con xa quê cũng đã 4 năm, đưa cô đến xong con muốn theo thầy, lo việc nước việc đời, đêm ngày hầu dưới trướng. Chưa tìm con ơi gian nguy từng bước, và lửa diệt thù đang âm ỉ khắp nơi, trong con sông đổ về một biển mà thôi, đã có lòng sẽ tái ngộ thôi.